Vâng, và đây là những bộ đầu lòng. Và đây là đối thực tế ra đây là máy Belarus và MTZ. Để chúng ta nhìn thấy luôn từ A tới Z luôn, Lê Tuấn review cho các bác nhìn thấy hôm nay tại một đại gia lớn nhất ở Tòa Thánh Tây Ninh. Mọi lần thì Lê Tuấn chưa đến nơi này, nhưng hôm nay Lê Tuấn đã đến được đây. Có cả mâm rút luôn các bác nha, có cả bánh trước đầy đủ nguyên một chiếc xe. Đầy đủ nguyên một chiếc xe ráp nguyên xi cho các bác. Và Lê Tuấn đưa các bác ra đằng sau. Bác nha, ra đằng sau thì nơi đây là nơi rã xe. Đấy, để ngoài mưa ngoài gió luôn, vô tư luôn. Tất cả về MTZ và Belarus. Đây, đây có những em trần truồng như nhộng, lột hết ra. Gọi rằng là quần áo chân cẳng là đứt ra hết, chỉ còn máy không. Rồi còn những cái máy móc và bộ đầu lòng thì đây, các bác sẽ vô đây nhìn với em. Nhưng mà tí nữa thì em đã cho các bác coi bộ đầu lòng và từng ấy một. Và đây, nếu bác nào cần vỏ, có nhá, đây mới tháo ra. Bác nào mà cần vỏ thì có vỏ, cần dè có dè, và cần mui có mui. Nói về Belarus và MTZ. Rồi ở đây ti ben đầy đủ. Có nhà ti ben đầy đủ, chuột, chiếc ti ắc, tất cả hàng đống. Nói chung là hàng đống. Nếu bác nào mà xem video này, các bác nhớ cho em một like, bởi vì các bác đi đúng vào con tim của các bác ở đó. Đây, tất cả mọi cái đều tháo ra hết và đưa về đây. Ông dẫn dầu và áo. Rồi các bác cùng em đi tiếp, bởi vì thời gian còn này không có hạn, em cũng rất bận công việc. Hôm nay em giao hàng bên này thì qua đây đại gia kêu em mời ăn cơm. Đấy, đi và cùng Trung Kiên do trước các bác nhá. Đây, rồi bơm, bọng, chảo, có luôn, không còn thiếu một cái gì trên đời này. Khu này rộng khoảng tầm 1.000-2.000 m², tất cả từ cái nào cũng có. Đây các bác nhìn sơ qua cho em nhá. Đấy, em đi này các bác nhìn là biết rồi. Đây, đây. Rồi kiếng lớn kiếng nhỏ, dè lớn dè nhỏ, capo, rồi cánh cửa, cabin, rồi đây vỏ luôn các bác. Rồi đây, tất cả đầy đủ hết các bác nhá. Đây là không thiếu một gì đây. Đấy, cái nào các bác alo cho em. Đấy, 0394 326 198 để tí em hỏi một số chào. Ê, chào này chào cũ không làm được đâu các bác. Rồi tiếp tục. Đây coi nha, rồi tiếp tục. Mâm lớn, mâm nhỏ, mâm rút, mâm không rút, vò lớn, vò nhỏ. Đây là mâm của Belarus luôn các bác nha. Bắt đầu rành thì các bác đây. Vậy là đúng coi như là tâm nguyện của các bác. Đấy, bác nào cần thì điện thoại cho em lấy về cho các bác. Các bác nha, không thì các bác cứ tên cà phê cho em. Em mất công em lên đây em tìm cho các bác thì các bác cứ alo cho em thôi. 0394 326 198. Đây những cabin đầy mong đợi, có nhiều bác làm nhưng chưa có cabin. Đây cabin run này của Belarus 820 này. Đây cabin cọc này. Rồi tất cả mọi cái đây nó như mẹ. Đây đầy đủ hết các bác. Rồi đây các bác, nơi đây là máy, toàn bộ máy để đây. Hàng mấy chục con đằng trước kia, mấy chục con lúc em bắt đầu vào video. Đấy tất cả khủng khiếp. Để coi nhá, quá chuyện gì. Rồi bắt đầu mình đi sơ bộ qua chỗ này thì bắt đầu cần vẫn có giò gà đầy đủ. Rồi giò gà thứ hai nữa là có cái mọt đây. Để tí hỏi có bán không. Đây các bác này. Rồi chàng trước, già trước già sau đầy đủ hộp số. Rồi một video này các bác cố gắng theo dõi các bác nhá. Các bác bổ qua video này thì là một cái tiếc cho các bác. Nếu bác nào đang bận nấu ăn thì vào nấu ăn rồi tiếp tục ra xem. Và đăng ký kênh, các bác phải nhớ đăng ký kênh ngay để các bác theo dõi. Bây giờ đổ lên em liên tục tốc hành cho các bác những gì. Đấy nhá, đó, một nãy giờ em đã đi đến mâm này, vỏ này. Rồi về vấn đề đây. Đấy, nồi gió, hộp máy. Hộp máy này, rồi tất cả cho các bác đây. Đầy đủ chưa? Đấy. Ở đây bác nào đến với em review em bán cho các bác. Hai bên đều có lợi. Bác nhá. Đấy, các bác nếu như bác nào cần những cái gì đều có hết. Đây.
có hết đấy các bác nhá, không thiếu một cái gì, nguyên con hai con có hết luôn, đây đầy đủ hết, đây đây lốc đen nào không, máy lốc đen, các bác nào mua máy lốc đen thì có máy lốc đen, đây có cả một kho, đây cả nâng tivi đây các bác, đây. Đây đầy đủ hết, đây bố bố mẹ cha ông, bố mẹ cha ông thì cái gì cái mà có bố mẹ cha ông đúng không, nhưng mà bố là vẫn là hết, bố già đi thì ông đấy, ông già đi thành ông cố đấy, mình đây mai mốt thành ông cố à vậy thôi, rồi bánh răng đè đầy đủ hết các bác, máy lốc đen mới nhất, và đây là siêu phẩm của Lê Tuấn và Trung Kiên đã về đây các bác nhé, đây em này đã về đây rồi, và tiếp tục em cho các bác xem tiếp tất cả từ ti heo cho đến tất cả những cái gì bình dầu, bình dầu đấy các bác nhìn kỹ nha, đây đây toàn bộ trục hiệu, trục hiệu vai doa gà và ti bên ti thụt có luôn nhá, ti thụt đấy, tất cả những cái dàn trên này các bác nhìn kỹ đã có hết đây, rồi đây tiếp tục đấy các bác này, khủng khiếp chưa, đuôi chuột rồi tất cả mọi cái, đây cái này là đuôi sới các bác nhá, đuôi sới đấy, đuôi sới, đuôi sới. Em cũng nói các bác là bác nào đang cần giấy tờ xe 5.000 và giấy tờ xe 4.600 thì các bác alo cho em có 3 bộ giấy tờ đăng kiểm biển số các bác nhá, đấy em nãy giờ lũ bu không báo với các bác nào cần alo cho em. Rồi tiếp tục, đây là những vòng bi quản xài rất tốt và những tay dên là cực kỳ tay dên, tay dên không các bác, đấy rồi hàng này là hàng xịn xòi nhất, tất cả những cái gì là đã đem về đây để luộc đấy, tuy đang không ăn được các bác nha, nhưng mà cũng rất mắc tiền đấy, đừng có đụng vào. Đây hàng này là hàng đang riêng nguyên tháo ra đây. Đấy tay dên đấy, thì tóm tắt nội dung đây là một bên tay trái và bên này bên tay phải là vỏ các thứ, còn bên này là những cái nơi mà người đẹp, ví dụ như em vẫn nuôi các bác một người này đang mặc đồ đẹp nhưng mà cởi trần ra thì áng nhai đấy các bác này, đúng không ạ, đây cởi trần ra thì nó như thế này các bác thấy không, đấy thế thôi, cởi trần ra thì nó là khủng khiếp, nhưng mặc áo vào thì nó đẹp. Thì đây em này chỉ mấy ngày nữa là rã ra hết, tức là đít đôi rồi là chim cu rồi là vú về là tanh bành hạ thổ hết, đây là dục hết các bác nhá, như vậy. Rồi mai mốt tiếp tục là các bác sĩ gọi là thuộc dạng là giáo sư tiến sĩ tiếp tục lắp đặt lại, rồi bôi xuân tết xấu lên là mặc áo vào là cực đẹp đấy. Và lúc này ở đây là cửa tiệm đó nhá, đấy, trước sau em đã review cho bác, bắt đầu đang gần thì alo cho em 0394 326 198, ông chủ đang ngồi đây, và đằng trước này nữa các bác nhá, đằng trước này là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Đây đằng trước này cũng vậy này, từ nhông trên tí nó Lê Tuấn đã ngồi nói chuyện với ông chủ, đây này mình ngồi nói chuyện với ông chủ để xem những cái gì mà các bác cần thì điện cho Lê Tuấn và báo giá, thì bác nào cần nhiều thì em Lê Tuấn sẽ nói với ông chủ và cho số điện thoại của ông chủ cho các bác. Đây đây máy này các bác, mình đi hết cái cửa tiệm này cho các bác luôn để các bác tin tưởng. 1 2 3 4 5 6 7 8 tám máy, bên này mâm rút và bánh trước, và bên này đầy đủ những đây hệ thống đầy đủ, có cái gì có được hết, phải đuôi chuột các bác nhá, đuôi sới đuôi dê đầy đủ hết, bánh răng lớn nguyên lắp nguyên một con, bây giờ các bác muốn lắp một nguyên một con bên là rút ok luôn, lốc đen có luôn, lốc đỏ có luôn, em mở tay nhất đời bao nhiêu là hoàn chỉnh cho các bác nguyên một bộ combo đấy, có cabin đầy đủ này, cabin này đấy, cabin của hàng Belarus các bác nhá. Đấy, bác nào mua cabin bán luôn cả cabin. Đấy, mua cabin bán cabin. Đấy. Mua nguyên quân bán nguyên quân. Đấy. À. Quân này nhiêu tiền anh ơi? Đây, bây giờ tí nó review nguyên quân này nha. Còn giờ Lê Tuấn báo chung quân này 270 triệu. 270 triệu. Có cả cái cabin ngoài kia đó. Đấy các bác. Con nào thích mua cabin. À, rồi con này là 260 triệu với 270 triệu hai cọc nhá. Đấy để em chụp hình cho các bác để xem con này Belarus. Rồi thôi em cũng tạm thời đấy, cửa tiệm của anh em em tạm thời với các bác như vậy nhá, và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.
và để em chụp hình em này cho các bác và báo giá cho các bác em này quay riêng. Đây, cửa tiệm đầy đủ. Đầy đủ hết nha. Đấy, Trung Kiên đang đứng nói chuyện với các bác. Thôi các bác, và cuối cùng một cái lò lớn nhất ở Tân Châu, Tây Ninh. Cách Tây Ninh mười mấy cái số, cách tỉnh Hòa Thành 17 cây. Và nhiệm vụ của Lê Tuấn đã hoàn thành. Xin kính chúc các bác bay cày Tây Ninh cũng như tất cả anh em lỡ hẹn một lần, lỡ hẹn với chồng làm. Bác nhá. Và Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác kia sau.